chúng ta lại trở lại với lại e thơ. Chúng ta nhìn vào H1, chúng ta nhìn thấy được điểm đáy và điểm đầu, điểm đỉnh. E thơ đã xuất phát cách đây hơn một tuần là 353 cho đến bây giờ là 400, và đỉnh cao nhất là 508. Chúng ta đã thấy được một biên độ rất là rộng của e thơ. Nhưng bây giờ chúng ta thấy được Bollinger hẹp. Chúng ta có thể thấy được Ether đang đi ngang trong giai đoạn ngắn. Thứ hai, Bollinger Band hẹp nhưng các nến đang xếp ở giải dưới của Bollinger Band. Lập tức chúng ta thấy được đây là một cái chu kỳ bắt đầu Ether giảm giá. Giá đang được nằm dưới đám mây Ichimoku, thuận đà cho cái việc đầu tiên là Ether nó sẽ xuống, nó chinh phục mức đầu tiên. Mức đầu tiên của chúng ta đó là gì ạ? Kỳ vọng 407. Đấy là cái yếu tố đầu tiên để chúng ta thấy được Ether nó sẽ về 407. Được sự đồng thuận của ADX là 36 là xung lực của nó xuống rất mạnh. Thứ hai, RSI 40 nó sẽ phi về vùng 30 để cho tiếp đà của Ether đi xuống. Cộng với lại gì ạ? RSI cộng với lại ADX lập tức là gì ạ? Đám mây chúng ta bắt đầu rất mỏng rồi, có thể báo giá trong ngày hôm nay, đó là Ether so với USD xuống, đồng thuận với lại việc Bitcoin đang lên, vậy Ether bị đè giá. Chính vì thế Ether sẽ xuống 407. Thì đây là cái yếu tố quan trọng nhất để chúng ta xem xét. Tuy nhiên, nếu kịch bản ngược lại mà lực mua rất nhiều của tâm lý thị trường là nó sẽ bật lên trên đám mây Ichimoku. Khi bật lên trên đám mây Ichimoku, lập tức nó sẽ kịch bản đầu tiên nó sẽ chinh phục mức 463. 463, nếu chinh phục được mức 463 rồi thì bắt đầu mới có thể mức lên mức 58. Do vậy 30% là nó sẽ gì ạ? Lên. Nhưng thực ra 70% thì Ether hôm nay sẽ xuống. Vì sao ạ? Vì thứ nhất là Ichimoku đang rất là mỏng, có một cái cơn bão giá xảy ra. Thứ hai, nó đã đổi màu, là giá nó sẽ đổi chiều. Thứ hai nữa là các yếu tố lực mua rất là kém khi mà các cái nến nhỏ li ti xếp ở giải dưới Bollinger Band. Tôi kỳ vọng cho Ether xuống ngày hôm nay, Bitcoin tăng giá, Ether xuống. Và đặc biệt là chúng ta chờ Bitcoin ở điểm điều chỉnh, tức là 11.800. Đấy là những cái mà chúng ta có thể kỳ vọng là Bitcoin đảo chiều, đang tăng mà giảm xuống để chúng ta có thể mua vào. Còn đối với Ether chúng ta chờ 407, vùng 407 là điểm mua tốt. Đó là bản tin phân tích Ether của chúng tôi.